18 thanh thiếu niên hỗn chiến vì một cô gái. Chiều ngày 25 tháng 3, Công an thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng đã triệu tập 18 đối tượng để điều tra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra vào rạng sáng cùng ngày khiến một người phải nhập viện. Theo điều tra ban đầu, Hồ Xuân Khoa, sinh năm 2006, ngụ xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc và người con gái tên Hằng yêu nhau nhưng đã chia tay. Khoảng một tuần nay, bạn gái cũ của Khoa lại yêu Nguyễn Đại Phúc, sinh năm 2007, ngụ phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc. Giữa Phúc và Khoa đã phát sinh mâu thuẫn, xuất phát từ ghen tuông. Cả hai lên mạng xã hội Facebook hẹn gặp nhau tại đường tránh thành phố Bảo Lộc để giải quyết mâu thuẫn. Rạng sáng ngày 25 tháng 3, Nguyễn Đại Phúc gọi thêm Nguyễn Kim Huy, sinh năm 2005, ngụ tại phường 2, thành phố Bảo Lộc, cùng 13 thanh thiếu niên khác, từ 14 đến 16 tuổi, mang theo nhiều hung khí đến nơi đã hẹn nhưng không gặp Hồ Xuân Khoa. Phát hiện Khoa đang cùng nhóm bạn ở đường 1 tháng 5, phường Bê Lao, thành phố Bảo Lộc, Phúc thúc giục đồng bọn truy đuổi, dùng dao, dựa chém loạn xạ vào nhóm đối phương. Hậu quả, Hồ Xuân Khoa bị chém 3 nhát vào tay và lưng phải nhập viện cấp cứu. Hành vi manh động giữa thành phố Bảo Lộc của hai nhóm đối tượng đã gây hoang mang, bức xúc dư luận. Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, trưởng công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự cùng các đội nghiệp vụ và công an phường xã khẩn trương vào cuộc làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên trên. Sau 5 giờ điều tra, truy xét, công an thành phố Bảo Lộc đã triệu tập 18 thanh thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến, thu giữ 4 cây phóng lợn, 3 dao dựa và 1 con dao tự chế. Trong 18 người chỉ có Nguyễn Kim Huy đủ 18 tuổi, số còn lại mới chỉ từ 14 đến 16 tuổi. Nguyễn Kim Huy là đối tượng đã dùng hung khí chém Hồ Xuân Khoa trọng thương. Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích đối với hai nhóm thanh thiếu niên này.